Đồ đạc đi đường đã chuẩn bị xong hết chưa? Dạ, chuẩn bị xong rồi. Có tâm sự hả? Cha, lần này con đi từ Ân Tự, thoáng cái là đi một năm. Trước khi con đi, con có một tâm nguyện, hy vọng cha có thể giúp con. Được chứ, con nói đi. Con muốn cha đi tới chỗ Khương sư phụ hỏi cưới. Thì ra hôm đó con vì Khương cô nương mà bị đánh là vì con thích người ta. Cha, cha giúp con đi có được không? Khương cô nương thật sự là một cô nương tốt hiếm có, thông minh hiền lành, là người chính trực. Con cảm thấy con xứng với người ta sao? Sao mà không xứng với cô ấy được? Luận nhân phẩm, luận gia thế, con rất là xứng đôi với cô ấy mà. Hôn nhân không chỉ môn đăng hộ đối là được. Điều quan trọng nhất là hai người phải thật lòng thật dạ yêu thương đối phương, như vậy sau này mới có hạnh phúc. Khương cô nương có thích con hay không? Vậy trước kia cha và mẹ cũng theo ý của người lớn mà thành hôn mà. Bây giờ hai người cũng rất là yêu thương nhau. Cha, cha, con cảm thấy tình cảm có thể từ từ mà nuôi dưỡng. Cha cũng không muốn bỏ lỡ một người con dâu tốt như vậy mà. Hả? Khương sư phụ hiểu lầm cha sâu thế vậy? Cha thấy chuyện này rất khó. Nếu đã là hiểu lầm rồi thì sẽ có ngày giải quyết được thôi cha à. Cha, con tin cha nhất định sẽ có cách. Dung Thương Hải, Dung Thương Hải, Khương sư phụ, hôm nay tôi tới muốn tỉ thí với ông một trận ra trò. Tôi không muốn đánh với ông, coi như tôi sợ ông được không? Không được. Hai lần tỉ võ trước đều bị ông chiếm lợi thế, hôm nay chúng ta nhất định phải tỉ võ mới được. Giữa chúng ta đâu có thù hận to lớn gì đâu. Thù thì không có, nhưng lần trước ở bờ sông tôi bị ông đánh rơi xuống nước, cơn tức này tôi không thể bỏ qua được. Khương sư phụ, Khương sư phụ, Khương sư phụ, hôm nay tôi và Dung lão gia tỉ võ không liên quan tới cậu, cậu đừng có xen vào. Khương sư phụ, ông quả là một nam tử hán không sai. Dung lão gia cũng là một vị anh hùng đỉnh thiên lập địa. Tôi không hy vọng hai gia đình tổn thương hòa khí. Khương sư phụ, huống hồ hôm đó ở trên công đường, nếu không phải Dung lão gia đứng ra làm chứng cho ông, thì ông đã trở thành quan hồn với nòng súng rồi. Những chuyện cậu nói tôi đều biết hết, không liên quan tới tỉ võ đâu. Khương sư phụ, ông và cha của tôi tỉ võ trên núi là do tôi đã làm bậy. Tôi đã bỏ thuốc sổ vào trong rượu của ông. Chuyện này không có liên quan gì tới cha của tôi hết. Huống hồ là sau đó cha tôi dẫn tôi tới chỗ của ông để tạ lỗi. Ông tha thứ cho tôi đi mà. Chuyện mà cậu nói đã qua rồi. Vậy tôi hỏi cậu, cậu học lén thương pháp của Khương gia thì giải thích sao đây? Chuyện này là Khương sư mẫu hôm đó vì muốn cảm ơn cha đã rửa sạch tội danh cho ông. Hơn nữa với sự cầu xin nhiều lần của tôi, mới ở trước mặt của tôi chơi nhiều lần tỏa hầu thương của Khương gia. Cho nên tôi học lén được vài chiêu. Thật sự xin lỗi mà. Được, những gì cậu nói tôi đều có thể không tính toán. Hôm nay tôi tới muốn được tỉ võ cùng với cha cậu mà thôi. À, Khương sư phụ, qua đây nói chuyện có được không? Mời.
Khương sư phụ, chuyện giữa hai chúng ta cho dù có phải hiểu lầm hay không đều là lỗi của tôi, nhưng tôi có thể thương lượng một chuyện với ông không? Nói đi. À, nếu như ông không chê nhà tôi thì có thể đồng ý đem con gái của ông gả cho Dung Khoan, con trai tôi hay không? Hả? Hả? Ê, nè nè nè, ông đừng có sốt ruột, nghe tôi nói đã. Đứa con trai đầu tiên của hai đứa tụi nó cho ông nhận tổ quy tông. À, nhận tổ quy tông cái gì chứ? À, tức là đứa con trai đầu tiên theo ông họ Khương, vậy thì Khương gia Thương không phải có truyền nhân rồi sao? Chuyện này ông nói coi. Tôi được, Khương sư phụ khoan dung độ lượng, đừng có tính toán với tôi nữa. Không phải, ông nói vậy là không đúng rồi. Khương Thiết Sơn tôi không phải là người nhỏ mọn. Không, tôi không phải là có ý đó. Ý tôi là tôi thật lòng muốn kết giao bạn bè với ông. Nè. Có phải là em vẫn chưa chịu tha thứ cho Khương Đại Thúc không? Hả? Khương Đại Thúc? Mới chớp mắt một cái mà đã gọi nhau thân thiết như vậy rồi. Khương Thiết Sơn đó không phân biệt thị phi, hôm nay cầm cây thương tới nhà của chúng ta, cứ đòi tỉ giỏi với cha. Anh quên rồi sao? Có nhiều lúc vận mệnh con người nằm ở cách nghĩ của mình. Gần đây anh cứ nghĩ như vậy đó. Em không biết anh đang nói cái gì cả. Nè, em nghĩ đi. Nếu như hôm đó anh cúi đầu chịu thua trước mặt Lâm Dược Phi thì có lẽ anh đã không bị đánh thê thảm như vậy rồi. Nếu như hôm nay Khương Đại Thúc chấp mê bất ngộ, cứ đòi một sống một chết với cha của chúng ta, thì Khương gia và Dung gia chúng ta sẽ rối tới mức nào chứ? Nếu như em cứ thù hận Khương gia như vậy, như vậy thì hai bên ai cũng bị thương, mọi người đều không có ngày tháng yên ổn. Cũng may là những chuyện nếu như chỉ là nếu như, chắc chắn không trở thành sự thật, đúng không? Thật ra thì anh cảm thấy con người của Khương Đại Thúc rất là tốt. Em nhìn con gái con ấy là biết ngay. Anh thay đổi rồi. Từ sau khi anh quen với cô Khương Văn Anh đó, chuyện gì anh cũng chỉ nghĩ cho cô ta. Dung Dung, để sau khi em thật lòng yêu thương một người nào đó, em sẽ hiểu được cảm nhận của anh. Vậy thì em nói cho anh biết cảm nhận của em. Em ghét Khương Thiết Sơn, em càng ghét Khương Văn Anh. Em không thích bọn họ vậy đó, cả đời em cũng sẽ ghét bọn họ. Dung Dung, chậm thôi, cha cẩn thận. Không sao. Tới rồi. Cha của con không sao nè, đâu. Mau nằm xuống. Nè. Văn Anh à, cha lấy tay ra, con lau mặt cho cha. Cha không sao, cha không sao đâu. Cha sao vậy? Uống say rồi phải không? Không có. Trong lòng cha hiểu rất rõ. Văn Anh à, cha cảm thấy là cha thật sự rất có lỗi với con. Văn Anh à,
con tha thứ cho cha có được không? Cha nói gì vậy? Tha thứ hay không tha thứ gì? Cha của con trước giờ đều cảm thấy con gái mãi mãi không bằng con trai. Nhưng hôm nay đột nhiên cha cảm thấy con đã trưởng thành rồi. Có rất nhiều chuyện con không kém người đàn ông nào hết. Cha thấy rất tự hào vì có một đứa con gái như con. Thật đó. Giang Anh à, sau khi chúng ta làm xong chuyện ở Phật Sơn, sẽ tới Thượng Hải đón mẹ con về đây. Cả gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau. Hả? Cha sẽ không coi thường con nữa đâu. Khương cô nương, Khương cô nương à, dừng bước. Nè, Khương cô nương à, nè. Sau này chúng ta là người một nhà rồi, mong cô chỉ giáo cho. Nhưng thiếu gia, anh khách sáo rồi. Sau này cô đừng gọi tôi là Dung thiếu gia nữa, cứ gọi là Khoan Khoan đi. Khương cô nương, Khương cô nương à, Khương cô nương à, nè, hai người khó khăn lắm mới tới Phật Sơn, lại gặp nhiều chuyện như vậy mà. Cũng không có cơ hội để tham quan Phật Sơn phải không? Nếu chiều nay có thời gian rảnh, tôi dẫn cô đi dạo phố được không? Thật là ngại quá, tôi phải đi mua đồ cho cha tôi, không có thời gian. Khương cô nương, Khương cô nương à, nè nè, dừng bước. Khương cô nương à, lần đó cô tới Mỹ Quan không phải là muốn gặp một người bạn sao? Tôi biết hắn đó. Thật sao? Vậy anh có thể dẫn tôi đi gặp hắn không? Cô rốt cuộc tại sao cô lại muốn gặp hắn như vậy? Ở Sơn Trai Tỉnh Thủy, hắn đã cứu mạng tôi. Hơn nữa tôi có món đồ quan trọng để ở chỗ hắn, tôi phải lấy gì đây? Vậy thì tôi không biết hắn có bằng lòng gặp cô không. Được. Tôi có thể đi khuyên hắn, nói không chừng hắn chưa gặp cô. Tôi dẫn cô đi gặp hắn ha. Ê, anh và Sơn Trang Tỉnh Thủy đâu có qua lại với nhau, vậy tại sao anh lại quen Hồng Thái chứ? Không lẽ là đang gạt tôi sao? Cô nói như vậy là quý gì đây chứ? Nếu cô không muốn gặp, coi như là tôi nói nhảm đi. Đợi đã, coi như tôi nói sai đi, anh đừng để ý được không? Bất luận thế nào anh dẫn tôi đi gặp anh ấy có được không? Dạ đi thông thả, đi thông thả. Được. Dạ đi thông thả nha. Hai vị đi thông thả nha. Lần sau tới nữa nha. Hiểu nhỉ? Tới liền. Tên háo sắc kia cuối cùng cũng bị tôi gặp được. Thì ra là cô. Sao vậy, tìm tôi có chuyện gì sao?
còn hỏi nữa hả? Hôm đó anh làm vậy nhà tôi. Nè, hôm đó rõ ràng là cô xài vào vòng tay của tôi, cho nên cô không thể trách tôi được. Anh, cô không sao chứ? Trời ơi. Dung thiếu gia, không lẽ anh gạt tôi sao? Sao đi lâu như vậy còn chưa tới nữa? Sắp tới rồi. Tôi nói trước với cô nha, nếu hắn không muốn gặp cô thì cô đừng trách tôi đó. Tôi sẽ không trách anh đâu. Anh chỉ cần để chúng tôi gặp mặt là được. Bánh nướng đây. Bánh nướng mới ra lò đây. Náo nhiệt thật đó. Nè, chúng ta qua đó xem thử đi. Không được quăng nữa đâu. Coi anh làm sao chụp. Đi chết đi. Là anh. Dung thiếu gia, lần trước sao anh không đợi tôi ở miếu mà bỏ đi trước vậy? Tôi vẫn luôn lo lắng cho anh. Anh đó, lần trước tôi cứu anh, cảm ơn cậu chưa nói đã bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Lần trước nguy hiểm quá, cho nên tôi đi trước. Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Vết thương của anh sao rồi? Đỡ hơn rồi. Cảm ơn hai vị đã quan tâm. Nếu mạng của anh là do tôi cứu, sau này anh phải nghe lời tôi. Nè, cậu ấy đâu phải là người của cô, tại sao phải nghe lời cô chứ? Tình háo sắc này liên quan gì tới anh? Ai cho anh nhiều chuyện, muốn chết hả? Hồng Thái à, cậu gặp giận xui gì mà gặp trúng mụ dạ xoa này? Cậu có phước rồi, tôi nói cậu nghe đó. Anh đang nói cái gì vậy? Em gái tôi sao có thể thích người đó chứ? Chúng ta qua bên kia nói chuyện. Trước giờ tôi vẫn chưa thể nói lời cảm ơn với anh. Không cần đâu. Bây giờ cô khỏe không? Giờ tôi đã gặp được cha của tôi rồi. Không bao lâu nữa chúng tôi sẽ quay về Tế Nam. Cha cô có khỏe không? Cha tôi, ông ấy rất khỏe. Khước cô đi. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây. Ê, đợi đã. Lần trước tôi nhờ anh giữ giùm miếng ngọc bội của tôi, anh có đem theo không? Cảm ơn anh bảo quản giùm tôi tốt như vậy. Không cần cái sáo. Hồng Thái, anh đừng nói là tặng tính vật định tình cho Khương tiểu thư đó nha. Nè. Giang Anh, cô và anh ta có quan hệ gì vậy? Anh ấy có quan hệ gì với tôi thì liên quan gì tới anh vậy? Hắn từng cứu cô hả? Vậy thì sao chứ? Hắn từng cứu cô, tôi cũng từng cứu cô mà. Tại sao cô lại hung dữ với tôi chứ? Hừm.